Trời ơi nhiều vậy hả? Trời ơi, tại cái này nhiều hả? Em cho anh ta hấp là cái này là em mới lấy một phần đó. Em cho anh ta nhiều hả? Cá đồng hả cô? Hay cá nuôi? Cá đồng câu á. Cá đồng câu á hả? Đồng địa đó. Vậy hả? Câu đó. Nhà nhà con mới ấy mới ăn hôm nay xong rồi. Sống ngoài mà ngoài đưa lên Facebook của nó cá nuôi chết luôn. Cá này cá đồng nha bà con. Ký 800 ngàn. Bán trời. 80 ngàn. Đúng. Đúng. Ta bán bà 30 bán 80 bao nhiêu luôn. Cao đã. Trong rừng hả? Được á, được á, được á. Mới câu gì luôn hả? À cái này là mình đi câu ở rừng nào vậy? U Minh. U Minh hả? Ừ. Tại vì mình nào mày đi câu mày kêu tao đi câu với coi. Đi không? Đi. Ok. Đi sớm là mấy giờ? 8 giờ sáng hả? Ok, ok. Nhưng mà chuẩn bị cái cần câu hả? Ở cần câu có rồi. Mèo, mèo mèo. Cây mèo. Sáu. Mèo 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 mèo. Con tên gì? Mèo. Con tên gì? Rừng U Minh thấy cô là chỗ nào cô? Mèo. Rồi con nào con đực, con nào con cái trời. Bụi đậm này là trong rừng U Minh đúng hả? Mèo. Ở đây có rừng Quang Khánh. Mèo. Đứa nào anh, đứa nào em đây? Ngon quá à.